Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 21 đến câu 29. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Khi Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Quý vị và các bạn thân mến, Benjamin Franklin, triết gia và nhà văn học của Mỹ, nhận định rằng ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một con người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta. Câu nói của Benjamin Franklin dẫn chúng ta vào nội dung của bài Tin Mừng hôm nay mà Chúa Giêsu cảnh cáo: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Quả thật, Chúa Giêsu không bao giờ ủng hộ những kẻ sống trên đầu môi chóp lưỡi. Bởi đó mà biết bao nhiêu lần Người đã lên án các bô lão, các biệt phái và pha-ri-sêu đã thể hiện một lối sống hình thức bên ngoài, nhưng từ sâu thẳm bên trong chỉ là sự rỗng tuếch vô nghĩa. Chúa Giêsu luôn đứng về phía những người chân chất, giản dị và nhiệt thành, những người luôn tìm kiếm sự thật trong Thiên Chúa, dù rằng họ còn những yếu đuối của kiếp người. Do vậy, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta đừng nghĩ rằng việc chúng ta theo đạo, đi lễ, đọc kinh, diễn giải lời Chúa một cách rõ ràng là chúng ta được ơn cứu độ. Nhưng chúng ta cần sống lời Chúa, cần gắn kết đời sống của mình trong những giá trị tin mừng mà chính Chúa Giêsu đã dạy: Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin nối kết chúng con trong tình yêu của Chúa. Amen.